Đúng như lịch hẹn thì 14 tháng 8 là ngày Chủ nhật, sáng hôm nay thì tại quán cà phê Đại Lộc ha, một cái buổi offline sắp sửa diễn ra hả mọi người. Vô đây cho em. Không biết sao rồi. Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Nghĩa Đào Iguana. Thì hôm nay hiện tại thì đúng như lịch hẹn thì 14 tháng 8 là ngày Chủ nhật, sáng hôm nay thì tại quán cà phê Đại Lộc ha. Đây là một cái bảng để mà mình chào đón khách ha. Sáng nay thì mình đã chuẩn bị cũng gần 80-90% rồi mọi người, để chuẩn bị đón khách. Thì một cái buổi offline sắp sửa diễn ra hả mọi người. Mọi người thấy đây không gian cảnh của mình, mọi người thấy thế nào? Rồi vô đây cameraman. Đây là không gian mình đã chuẩn bị cho khách mọi người. Ở bên đây là chỗ ngồi ha, còn bên đây nữa chỗ ngồi cho khách thì có thể thiếu thì mình có thể thêm, và chuẩn bị không gian và một buổi ốp không sáng, có một cái ánh nắng xe trước một cái băng gòn. đây người thấy đây mình cũng đã chuẩn bị chuồng cho khách nè, để bed đây quà, và những phần quà rất là giá trị đây. Thì hôm nay mình cũng là một trong những ban tổ chức, thì sáng nay mình cũng tâm sự với mọi người chút đỉnh về những cái buổi ốp này, thì chút xíu có thể mình cũng ít nói chuyện. Mọi người thông cảm không? Thì mình cũng rất là tâm huyết cái buổi ốp này, mong sao thì hôm nay một cái ốp hoàn thiện hơn và thành công hơn như mong đợi mọi người không? Cũng là cầu cho đừng có mưa nữa. Rồi ok. Rồi ok mọi người, là hiện tại bây giờ thì 7 giờ gần 8 giờ mọi người, khách cũng đã lai rai cũng khoảng 50-60% rồi. Ngồi xem đây. Đây là Lương Công Duyên nha mọi người. Hello. Em này là tới sớm nhất luôn á. Đây là anh gì nãy nói, anh Thiện. Anh Thiện, anh từ đâu đó? Tim Tây Ninh. Tây Ninh ha. Đây là anh Thiện Tây Ninh nha. Những anh em từ lặn lội rất đường xa tới đây đó mọi người. Cảm ơn anh rất là nhiều để đến chơi. Đây nữa. Thấy chưa? Nãy giờ kêu nước uống chưa? Dạ kêu rồi. Rồi quá không? Anh em ở bên Kiên Giang ăn rồi. Facebook là cái gì nè? Trịnh Quỳnh Vy đó. Trịnh Quỳnh Vy. Ok. Anh kênh của anh để em không coi dẻo ấy. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Rồi ok. Chào anh. Rất là nhiều nha, rất là nhiều bếp rồi mọi người. Đây Renault. Này là gì? Của em hả? Hòn của em phải không? Em từ đâu tới vậy? Từ Long An. Từ Long An. Trời ơi, lặn lội em đi đông nhiều người không? Dạ. Đi bao nhiêu bạn? Đây gia đình. Rồi cảm ơn em rất là nhiều ha, quá đẹp mọi người. Thì hiện tại thì cũng có một số bé anh em gửi đến nha mọi người. Mình mình tranh thủ mình quay để chút xíu, mình không có thời gian mình quay luôn. Rất là đẹp, rất là đẹp luôn. À, đây là một bé kỳ tôm nha. Ồ, à, cực kỳ. Ồ, nuôi kỳ tôm, nuôi kỳ tôm mà thần được gì quá thì đẹp luôn vậy, quá đã luôn, bao gù thiệt tình luôn, bao gù. Đây đây này, đây là một bé super red nha, rất là quen thuộc của Đồng Sắt em An Giang mình. Đây là hippo nha mọi người, hippo. Thì hôm nay mình cũng có một cái chương trình nho nhỏ là phát quà trung thu cho những em thiếu nhi á mọi người. Cũng là một nhà tài trợ nhỏ thôi, hữu ích lòng nhiều cho mấy em tới mùa trung thu, của một nhà tài trợ tại Cái Dầu, Sang Nguyễn Phạm. Đây giao lưu với anh em. Đồng này là kêu là tên gì? Giấm Abino hả? Lẩu Abino. Không sợ gắn cái gì? Chị con gắn đẹp gắn với cái lỗ hả? Ở nghĩa? Chị con gắn đẹp lắm coi không? Đây. Chị con gắn đẹp lắm coi. Vậy hả? Trời trời trời. Ở vậy hả? Màu đẹp quá mọi người, không? Cái này gọi là gấm albino đúng không? Gấm albino cực kỳ luôn nè, ôm tuyệt vời. Cái màu nó quá đẹp luôn à, rất xảo. Thì cái này là chắc hẳn những anh em mà bên hội rắn đó mọi người, người ta sưu tầm. Còn bé này là bé gì? Bé này cắn không? Này là gấm albino, con amel. Cái gì? Con amel gắn ngô á. Con amel gắn ngô, ok. Cái màu của nó sọc đỏ cam là đủ thứ hết trơn luôn, hoa văn quá đẹp rồi. Mấy bé này mát size được cỡ khoảng bao nhiêu ta? 1m2. Đẹp, dễ thương ha, cực kỳ. Đẹp quá. Mấy bé này nó ăn gì ta? Nhỏ nhỏ dạng gì? Chuột. Chuột gì? Chuột con ha. Mấy con chuột trắng nhỏ nhỏ đúng không? Tháng cho ăn lặn không ta? Mình cái này mình cho ăn đồ gà đồ nhỏ nhỏ, cái này là còn ăn lặn. Mình cho ăn gà đồ được không ta? Gà mà thứ mà làm sẵn đồ to xíu mới được. Ăn mấy 6 ít thôi ăn gà. Tại biết sao không? Cho ăn mấy con này mình cực cái mình đi kiếm chuột. Khó kiếm. Đây mấy đứa ngồi giao lưu thoải mái nha. Trời ơi. Ở đây coi anh xem bé này coi. Đây thấy chưa mọi người, thấy chưa? Thăm cái này là mình kêu nó là nó bên cái mod gì ta, của ai, của em phải không? Cái này là bên cái mod gì, blue hay là red hay gì đó, nó dòng thường hả? Dòng thường hay cái tên nó là gì? Không gành đó hả? Rồi công nhận em nuôi thuần, không có thôi nha, thơm rồi. Nó ăn cái gì em? Em cho nó ăn chuột với ức gà. Cái này là tegu nha, mọi người, thì nó ăn chiên ăn đồ sống thôi. Trời trời. Con này nó hơi vui. Không sao, miệng nó đừng cắn được rồi. Anh hớn luôn. Ôi, nó mập địch ghê. Cái này là size mấy ta? Mình đo size giống như Igu thôi đúng không? Dạ. Cái này là cỡ 8 mét. Dễ thương quá. Anh em cứ ngồi chơi thoải mái, giao lưu thoải mái ha. Dạ. Đây, qua đây. Bên đây có một bé tegu bự nè mọi người. Đây là chắc rét quá, rét tegu mà không biết của ai đây. Cưng quá cưng luôn. Sáng giờ nó nằm đây nó phơi nắng đó mọi người. Trong ngày ốp thì tất cả các anh em đem về rất là nhiều bé nha mọi người, đúng không? Không có thôi. Tại vì thường thường mình cứ nghĩ là những con động vật mà nó ăn đồ sống đó, nó hôi lắm mọi người, thì anh em chăm sóc rất là tốt. thân thiện với mọi người nè. Lộc hay Lộc bên Kim Quy Shop mà chuyên về có bữa điện thoại là yếu rồi. Dạ. Để lên thử rồi, để thử Go hết ra đi rồi. Rồi. Để sắp xa xa cái lo được không? Sắp xa xa cái lo. Bên đây rồi. Sắp dưới không? Sắp xuống dưới đi. Đây. Cho đi, cho đi. Cho đi cái cho đi. Để thử. Được không? Ở đây được không? Đây. Hello. Đấy ơi. Đẩy vô trọng rửa cho anh đây. Tâm lý là chưa ổn. Nó đi qua vậy nè. Quảng kêu nước chưa? Kêu nước chưa? Mấy đứa kêu nước chưa? Còn mấy đem ra. Rồi chút xíu nó hơi chậm chút xíu. Mình ở nhà không à, phải nhà chậm giùm anh nha. Thông cảm nghe mấy đứa. Hả? Trời ơi. Đâu rồi? Đây. Ốp nè. Nói chung là buổi ốp nào cũng có em nó chứ mọi người. Cực kỳ. Đây là một bé khuyết tật mà hôm ốp trước mình đã gặp rồi nè. Đây. Nó bị dị tật á. Dị tật bẩm sinh trong trứng là. Nhưng mà nuôi cho tới bây giờ là rất là hay luôn. Đó, đẹp. Cực kỳ. Chơi nha, mấy đứa là chơi nha. Nhớ hói nước cà phê bạn của anh Nam nha. Đâu bạn Nam gọi đâu? Ở ngoài sao kìa. Này đó. Kia này uống rồi đó chưa? Em order bạn nói giùm anh. Rồi ok, hiện tại thì bây giờ đã 8 giờ rưỡi đó mọi người. Thì khách đến đông đủ nha, anh Nam Ngô cũng tới luôn mọi người. Ồ, sắp xếp là cứ xem đi, cứ quay không cảnh không gian cho tất cả anh em cái buổi ốp hôm nay ha. Đây. Trời ơi. Đây nha, đây là kỳ tôm nha, đây là rồng Việt Nam nha mọi người. Trời ơi, quá hay luôn. Hồi tối tôi phim thành Long nó mới chụp nó gì đến tới. Cực kỳ. Đây là một bé kỳ tôm, rồng của Việt Nam nè mọi người. Bé này của ai ta? Bé này của ai? Của ai? Của đằng kia hả? Đây. Ôi gù này dễ thương quá trời luôn. Được thần luôn. Ok. Đây là bé pin của Quân, của Tem An Giang mình mọi người. Đây là pin nha, đây là tên pin của pin. Gà ông chủ đây, ông chủ sở hữu đây. Đó. Tham khảo đây là một bé rhino ha. Đây là red nè, red albino, horn. Thì tất cả đem những cái dòng bé cho anh em mình đến giao lưu đó mọi người. Nói chung thì hôm nay là cũng rất là đông. Có cái gì thiếu sót thì mong mọi người thông cảm cho mình ha. Đây có Thanos nha mọi người. Thanos trong truyền thuyết. Tâm lý rất là ổn nha. Chút xíu rồi bắt cho mọi người xem. gì đâu mà ngồi mà ghi hết cái mấy thằng quà má đầu xù hết trơn luôn. Trời Phật ơi, đây là quà cáp của tất cả nhà tài trợ nha mọi người, rất là nhiều luôn. Đây là những bet Barbie bốc thăm trúng thưởng á, cho khán giả nè mọi người, những cái nhà tài trợ bet. Đây. Đây có một số ếch của anh em giao lưu mọi người. Đó, dễ thương không? Dễ thương không? Cực kỳ không? Cực kỳ không? Đó. Ôi, đây nữa không bự nữa. Bự quá bự. Em có coi tất kè bò kia nha. Ok rồi. Đâu. Kìa. Con tất kè của thằng nào kìa, bò cứu kim chổng rồi kìa. Ai vô bắt con Tigu giùm anh coi. Rồi. Bò đâu đây thì không biết nữa. Wow. Bị thất lạc. Đầu tiên một tràng vỗ tay dành cho anh Nghĩa. Một tràng vỗ tay cho anh Nghĩa các vị ơi. Và tiếp theo là anh Sang cùng với anh Giàu. Xin mời ba anh chúng ta cùng bước lên sân khấu ngày hôm nay đi ạ. Và trước khi chúng ta tiến vào buổi offline ngày hôm nay thì đại diện từ phía ban tổ chức sẽ có đôi lời phát biểu gửi đến toàn thể quý vị. Xin mời anh Sang với anh Giàu. Sang luôn. Đâu mất tiêu rồi. Rồi cứ giới thiệu sao? Hôm nay mình đại diện cho ban tổ chức của câu lạc bộ ngoại sáng An Giang và thay mặt cho tất cả anh em rất cảm ơn mọi người đã đến tham dự chung vui, tất cả những em ở lặn lội đường xa đến đây. Không biết sao người này nó chuyện đương quá luôn mà chắc là đầu người ha, ai cũng giận mình đến chơi cho mọi người, cho mình một chạm ngón tay cho bớt luôn. Đến kế mình là Quỳnh Anh Giàu ha, là một trong ban tổ chức. Sang đây cũng là một phần trong ban tổ chức luôn, mà tất cả những anh em trong câu lạc bộ tiếp mình có rất là nhiều nha. Mình cũng không có nêu tên ra hết được, nhưng mà rất cảm ơn những anh em đó. Thì, hôm nay thì mình mở một buổi offline tại đây, mong mời tất cả những anh em từ xa đến đây để chung vui, chia sẻ kinh nghiệm về bò sát, về tham khảo chăm cách như thế nào và giao lưu giữa bò sát với nhau, và có những anh em có những bé khác nữa thì mình cũng có thể giao lưu với nhau mọi người, tạo cho sân chơi ngày càng lành mạnh hơn. Một hồng là nhiều cho em Giàu nói chuyện tự nhiên giờ này mình đau luôn. Mọi bữa nói chuyện được quá sau này kỳ cục. Hôm nay mình với anh Nghĩa với tất cả anh em ở đây của em An Giang tạo ra cái buổi ớt hôm nay để cho mọi người chủ yếu đến đây để giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, với lại anh em mình nâng cao cái phong trào của bò sát nó đi lên, phổ biến càng ngày nó càng rộng ra ha. Nói chung là mình và ban tổ chức rất là cảm ơn anh em đã lặn lội đường xa xôi, khoảng tầm có nhiều anh em ở rất là xa, cũng như ở Bình Dương, Đồng Nai, Bạc Liêu rồi nọ đồ, anh em cũng đi xe máy đến để giao lưu với anh em. Cái đó là mình với anh em ở An Giang rất là quý. Cảm ơn anh em, mong mọi người cho một tràng pháo tay động viên tinh thần của anh em. Xin được cảm ơn những lời góp ý, những lời chia sẻ rất là chân thành từ phía ban tổ chức. Và kính thưa quý vị, hôm nay đây dưới sự đông đủ như thế này thì đại diện từ phía tất cả các câu lạc bộ tổ chức ở đây thì hiện về đây thì xin mời sự xuất hiện của anh Xin mời sự xuất hiện của anh Nghiêm Võ ạ. Trân trọng kính mời anh ạ. Anh Nghiêm Võ thì đại diện cho câu lạc bộ đến từ thành phố Tây Ninh. Vỗ trang vỗ tay cho anh Nghiêm Võ được không ạ quý vị ơi? Và anh Nghiêm Võ sẽ xuất hiện tại đây với đôi lời phát biểu đến câu lạc bộ cũng như là chia sẻ giao lưu. Và phía dưới những ai có tinh thần đặt câu hỏi hay những cái vấn đề liên quan tới cọ xát, nếu chúng ta muốn hỏi cho Tiến Thảo phòng máy chúng tôi sẵn sàng giải quyết thắc mắc của các bạn. Chào tất cả mọi người. Chào mọi người. Hôm nay An Giang rất đông vui quá. Bên Tây Ninh cũng ủng hộ chạy xuống đây chơi với anh em. Mình cũng xin chúc cho câu lạc bộ An Giang ngày càng phát triển mạnh hơn nữa, để có một cái chỗ để anh em ốp tới chơi và chia sẻ niềm đam mê của mình với cọ xát nha. Đây là Quỳnh Anh chào các bạn, một trong những tay tổ chức sôi nổi ha. Cảm ơn những lời chia sẻ của đại diện Tây Ninh ha, cảm ơn rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, xin thêm một tràng vỗ tay nữa để chúng ta đại diện từ phía Bình Dương đúng không ạ? Xin mời sự xuất hiện của anh Lâm Ngôn. Một tràng vỗ tay thật lớn đúng không ạ quý vị ơi? Xin đăng cái lời phát biểu cũng như chia sẻ đến câu lạc bộ buổi sáng Anh Giang ngày hôm nay ạ. Hôm nay phải nói là rất là vui luôn khi mà được tới đây ốp ha. Thì cũng là lần đầu tiên mình tới thành phố Long Xuyên luôn, anh em hôm qua là đón tiếp rất là chu đáo luôn. Thì những anh em từ Tây Ninh, từ Sài Gòn, từ Bình Dương cũng mấy trăm cây số luôn mà tụ họp về đây rất là vui luôn. Và đặc biệt là lần ốp gần đây nhất của các tỉnh luôn thì lần này mình thấy là nó rất là nhiều yêu khủng, yêu đẹp. Cái kỹ thuật chăm sóc của mọi người nó đã lên cao rồi, và cái tình cảm của những anh em mà có cùng cái đam mê nó ngày càng gắn kết hơn. Thì mình chúc cho hội bò sát Long Xuyên, An Giang cũng như là tất cả các hội của các tỉnh thì ngày càng phát triển hơn, nâng cấp hơn. Ok, cảm ơn mọi người. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân tình của anh Lâm Ngôn. Và thêm một nhân vật nữa thưa quý vị trong buổi sáng của hôm nay, đại diện từ phía Sài Gòn, xin mời anh Lâm Hải cùng với anh Tiên Nguyễn ạ. Trân trọng kính mời sự xuất hiện của anh Lâm Hải cùng với anh Tiên Nguyễn, một tràng vỗ tay thật lớn đúng không ạ quý vị ơi? Chưa quen đi chơi. Xin mời anh Lâm Hải cùng với anh Tiên Nguyễn chúng ta tiến về sân khấu ạ. Bữa nay em xin thấy ngoài mấy anh nuôi bò sát giỏi ra còn mấy anh mà nuôi bò sát cũng đẹp trai nữa nha quý vị. Quá là đẹp nha. Mình nghĩ là ngoài nắng nuôi vất vả mà ai cũng đẹp lắm. Thì anh cũng đẹp thiệt. Trời ơi đẹp nha. Giống là đang trừ luôn quý vị. Bố trai có thấy thật nữa là gì từ phía Sài Gòn quý vị ơi. Rồi, mình giới thiệu mình là Lâm Hải đến từ Sài Gòn, còn đây là trước tiên là xin cảm ơn câu lạc bộ các anh em đã tổ chức được cái cuộc chơi như thế này để anh em được có dịp giao lưu học hỏi và gặp gỡ và những cái ôn với nhau nữa. Và nhưng mà có một chút góp ý mọi người cái họ sát báo quá sớm và anh em nôn nao chịu cũng được, cái ngày nôn nao tới dài tới 20 ngày luôn. Và tiếp theo là mình cũng mong là tất cả các hội bò sát ở Việt Nam này, những cái hội nào ví dụ như Kiên Giang này cũng chưa có ốp này, anh em Kiên Giang này thì lên tổ chức những cuộc ốp để anh em mình có tiền gặp. Riêng mình thì vì cái cộng đồng chơi bò sát này thì có đâu mình cũng có thể tới. Và bây giờ cảm ơn mọi người nha. Cô gái mất cỡ, cô gái nó mất cỡ đó. Đâu anh Tiên phát biểu về lời gửi đến câu lạc bộ bò sát An Giang anh Tiên. Xin chào các anh em. Cũng rất là vui, hôm nay là lần thứ 2 mình quay lại Long Xuyên. Lần đầu là cách đây khoảng 2-3 tháng gì đó. Lúc đó là mình mới bắt đầu tìm hiểu cái môn bò sát này và mới có 1-2 bé gì đó, nhưng mà bị mấy anh em này hướng dẫn nhiệt tình quá cho nên bây giờ là mình đã rất là thích cái môn bò sát. Đặc biệt là cái nói sao ta, cái cảm xúc khi mà mình tương tác với lại mấy bé igu nó rất là hay. Cũng chia sẻ với mọi người nhưng là từ xưa bây giờ là mình chưa bao giờ dám đụng một con mèo luôn, con mèo trong đó là không dám đụng luôn. Nhưng mà từ khi mà chơi với lại igu này thì mình cảm thấy rất là thích, rất thích. Rồi, xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, xin được cảm ơn chia sẻ của anh rất là nhiều. Và cũng bật mí một chút cho quý vị là anh Tiên Nguyễn á, thì theo thông tin mà tôi thích gửi cho em thì chỉ chơi bò sát được có 3-4 tháng gì thôi, nhưng mà kinh nghiệm cũng như là kiến thức về bò sát cũng rất là nhiều và rất là quý. Xin được cảm ơn anh sự xuất hiện của anh tại đây, rất là vui cho câu lạc bộ các anh em ạ. Và tiếp theo là đại diện từ phía Vĩnh Long, xin mời sự xuất hiện của anh Giang. Một tràng pháo tay thật lớn cho các bạn các bạn ơi. Hôm nay Duyên rất vui được có tại Long Xuyên, Quỳnh Anh. Cho đến nay là ít đi lắm, nhưng mà biết có ít đi lắm. Chúc anh em của hết được vui vẻ và thành công tốt đẹp nha. Okay. Xin được cảm ơn sự chia sẻ của anh rất là nhiều. Và kết thúc cái việc hôm nay ngoài niềm vui cũng như là cái nơi để chúng ta chia sẻ niềm đam mê thì thật sự là MC cũng rất là vui và háo hức, mặc dù cũng rất là sợ nha quý vị. Lần đầu tiên dẫn chương trình này luôn, lần đầu tiên được nhìn thấy nó ngoài luôn quý vị, sợ cũng quên kịch bản luôn đó. Nhưng mà thật sự mà khi mình đợi với nó quý vị, nó cũng cho em cảm giác rất là hiếu kỳ. Và mong rằng sau chương trình này thì MC sẽ trở thành một fan chính thức của